Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn nhận 1031 token XCB nha bạn, để từ dự án Celebit. Để tham gia giám này các bạn click phần link mô tả dưới video, mở Telegram bấm start chatbot nha bạn. Sau đây nè, mình nhận 1013 token XBT nha bạn, khoảng 755 đô cho dự án. Đây thì nó vậy thôi, các bạn visit website thì các bạn xem qua website các bạn, thì mình check website cho các bạn xem luôn. Đây là website của Giang này các bạn, khá là bắt mắt các bạn. Các bạn mình lướt xuống các bạn. XCBMT Exchange Trading Set Data. Các bạn chờ mình chút mình lướt xem hết cái dự án này nè bạn. Rồi, có tem nữa. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào forecast các bạn. Wonder luôn các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow và tờ like và Binance Messenger này các bạn. Trên tờ Twitter thì bạn theo dõi các bạn. Các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn thì tờ tweet các bạn. Các bạn điền lại cái username Telegram của dự án các bạn. Cầm sell CHRA Celebit đâu ta. Đây nè các bạn, đây là username của dự án các bạn. Rồi các bạn bấm vào quốc trai góp. Các bạn bình luận một câu đi các bạn. Rồi các bạn tự quyết lên các bạn. Tiếp tục các bạn bình luận luôn các bạn. Mình nhấp vào bình luận nè. Các bạn gọi từ good ai group đi. Xem dự án đó nha các bạn. Rồi các bạn tiếp tục bắt up lần nha bạn. Các bạn mở cái link Telegram và bấm next. Wow, con bot này gắt khá là đơ các bạn. Sau khi bấm next thì hiện nhiệm vụ tiếp theo các bạn cho anh vào kênh group follow kênh seller nha các bạn. Máy này sao kỹ ta. Rồi nha bạn, các bạn join vào kênh Telegram group nữa nha bạn. Rồi các bạn bắt đáp lời. Rồi tiếp tục thì các bạn follow kênh seller nữa nè các bạn. Join vào kênh seller nó liền. Rồi các bạn join xong các bạn bắt đáp lời. Các bạn bấm vào continue. Câu này tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ ERC20 trên Gichuk Wallet MetaMask in token chạy trên nền tảng Ethereum ERC20 nha các bạn. Rồi thì các bạn thông cảm các bạn, nhà mình mạng xa quá nên các bạn wifi lag quá các bạn. Rồi bạn sao chép cái chị ETH của mình nha các bạn. Rồi các bạn gửi lên cho bot này bạn. Rồi các bạn dán vào nha bạn. Rồi tiếp tục thì submit username tại Twitter thì các bạn mở tại Twitter các bạn ra thì các bạn điền username tại Twitter của tất cả các bạn. Ở cộng em mong các bạn. Dự án này khá là ngon lành cành đào các bạn. Rồi các bạn bấm vào ban NFT để check số cần kiếm được nha bạn. Mình đã nhận được 1.000 token XPT này bạn. Biết giao là vào ngày mấy ta? Đây thì nó nói gì cúp tiền tự động được gửi trước ngày 30 tháng 5 nha bạn, thì chắc con này tự động nó phong phối nha bạn. Thì trên nguồn là Myrop thì có những dự án các bạn có những người claim được 1-2.000 đô chuyện bình thường người ta các bạn. Ok vậy mình giới thiệu các bạn tham gia chương trình Myrop nhận tập cận XPT bằng đây cũng kết thúc các bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.